Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay Chủ nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội người cao tuổi các tỉnh trong cụm thi đua số 9 tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và triển khai công tác thi đua năm 2023. Hội đồng nhân dân các huyện Châu Thành, Duyên Hải và Càng Long tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2022 và xây dựng chương trình hành động năm 2023. Trà Vinh tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, thực hiện cao điểm về giữ gìn trật tự an toàn giao thông vào dịp cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 12, Hội người cao tuổi các tỉnh trong cụm thi đua số 9 tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và triển khai công tác thi đua năm 2023. Đến dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Trong năm 2022, các cấp hội người cao tuổi trong cụm thi đua số 9 phát triển được trên 44.000 hội viên mới, nâng tổng số toàn cụm có trên 800.000 hội viên. Trong năm qua, các cấp hội đã phối hợp thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi. Đến nay, toàn cụm có trên 200.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Qua phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã giúp trên 900 hộ người cao tuổi thoát nghèo. Nhìn chung, trong năm 2022, các cấp hội trong cụm đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2023, các cấp hội người cao tuổi cụm thi đua số 9 sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội thứ 6. Trong đó, cụm tập trung phát triển các phong trào nổi bật như người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Ngoài ra, các cấp hội trong cụm cũng sẽ nâng cao hiệu quả chăm sóc người cao tuổi, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của từng địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chính, trưởng ban phát huy Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, đề nghị trong thời gian tới, cụm thi đua số 9 cần chủ động sáng tạo hơn trong thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác hội. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Chính cũng yêu cầu các cấp hội trong cụm quan tâm xây dựng kế hoạch, xây dựng trung tâm chăm sóc người cao tuổi và triển khai chương trình người cao tuổi khởi nghiệp. Hội nghị lần này đã thông qua quyết định giao nhiệm vụ cụm trưởng năm 2023 cho ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Long An. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tiến hành kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đến dự kỳ họp có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã nghe báo cáo hoạt động của thường trực và các ban Hội đồng nhân dân năm 2022, báo cáo kết quả giám sát ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa 12, báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, năm 2022, huyện Châu Thành thực hiện đạt và vượt 21 trên 22 chỉ tiêu, trong đó thực hiện vượt 9 chỉ tiêu. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Hội đồng nhân dân chất vấn và lãnh đạo các ngành chức năng trả lời về triển khai thực hiện hỗ trợ chuyển đổi tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, nhất là về định hướng giải pháp để hộ nông nghiệp tiếp cận được chính sách này. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022, nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về công tác quản lý vận hành sử dụng công trình giao thông nông thôn đối với xã Hòa Minh và xã Sông Lộc, nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường đối với hoạt động nuôi cá lóc trên địa bàn xã Thanh Mỹ, xã Lương Hòa A, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 15 và ngày 16 tháng 12, Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đến dự kỳ họp có ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình bày báo cáo công tác năm 2022 và kết quả giám sát các chuyên đề. Các ngành trình bày các báo cáo và thuyết trình dự thảo các nghị quyết. Các ban Hội đồng nhân dân huyện báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế xã hội, pháp chế dân tộc. Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận và chất vấn. Qua đó, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,
cùng các ngành chức năng trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và giải trình các kiến nghị của cử tri. Hội đồng nhân dân huyện Dương Hải đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022, nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023, nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các nghị quyết về việc thông qua quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn các xã Long Vĩnh, Long Toàn và Đông Hải, huyện Dương Hải, nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Ủy ban dân xã Ngũ Lạc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát công tác tổ chức bộ máy và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Kết luận kỳ họp, ông Lê Vũ Phương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các ngành các cấp trong huyện cần có những giải pháp chỉ đạo điều hành sát thực với tình hình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Thường trực các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, chú ý tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện hãy phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết sáng tạo, phấn đấu vượt qua thử thách, ra sức thi đua lao động học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Ngày 15 và ngày 16 tháng 12, Hội đồng nhân dân huyện Càng Long tổ chức kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có bà Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện ủy Càng Long. Tại kỳ họp này, Hội đồng dân huyện xem xét các báo cáo của Ủy ban dân huyện về kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng dân huyện trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, xem xét thông qua một số nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thuộc thẩm quyền Hội đồng dân huyện. Nhìn chung trong năm 2022, dưới sự lãnh chỉ đạo của huyện ủy, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt và vượt nghị quyết đề ra. Cụ thể như tổng giá trị sản xuất các ngành tăng hơn 9% so với cùng kỳ, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 16%, xây dựng tăng hơn 30%, giá trị thương mại dịch vụ tăng gần 14% so với cùng kỳ, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Với tinh thần làm việc tập trung dân chủ, kỳ họp Hội đồng dân huyện thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua 10 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như nghị quyết chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã huyện, mở rộng địa giới hành chính thành phố Trà Vinh, nghị quyết phát triển kinh tế xã hội huyện Càng Long năm 2023, nghị quyết dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023, nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Chủ tịch Hội đồng dân huyện đề nghị các ngành các cấp trong huyện, các đại biểu Hội đồng dân huyện tăng cường công tác tuyên truyền và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Các đại biểu Hội đồng dân huyện sớm báo cáo cử tri về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, qua đó tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành nỗ lực vượt lên khó khăn thách thức, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Ngày 16 tháng 12, Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học An ninh Nhân dân đến tìm hiểu thực tế và thực hành tiếng dân tộc Khmer đối với lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer của Trường Đại học An ninh Nhân dân tại tỉnh Trà Vinh. Thời gian qua, thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng, Nhà nước, Trà Vinh tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng cải thiện. Tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc cơ bản được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phát tán tài liệu có nội dung xấu, kích động ly khai, tự trị, cầu móc lôi kéo người tham gia tổ chức. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động gây mất an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ, không hình thành các tổ chức chính trị đối lập, biểu tình, bạo loạn, phá rối an ninh, phục vụ đắc lực trong việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của vùng đồng bào dân tộc Khmer, tạo sự tin tưởng, an tâm của các tầng lớp suy sải, người có uy tín và đồng bào Phật tử. Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đã đi thực tế tại chùa Hang, khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, thăm di tích ao Bà Ôm, chùa Ân và bảo tàng Khmer tỉnh Trà Vinh, phường 8, thành phố Trà Vinh.
để học viện tìm hiểu quá trình hình thành phát triển cũng như văn hóa phong tục tập quán của người Khmer, gặp gỡ tiếp xúc với các vị chức sắc và thực hành tiếng dân tộc Khmer với quần chúng nhân dân và cán bộ người dân tộc Khmer. Ngày 16 tháng 12, Ủy ban dân thành phố Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, thì đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 60 này sẽ tiêm đối tượng là toàn bộ trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, chưa tiêm mũi 1 và mũi 2, có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong đó ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 là vaccine Pfizer, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả đúng mục đích, hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Và trong đợt tiêm này đảm bảo nguyên tắc trẻ đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna sẽ không tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer. Trẻ đã mắc COVID-19 cần trì hoãn tiêm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày khởi phát bệnh. Thời gian triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022. Những trường hợp hoãn tiêm chưa được tiêm sẽ được tiêm vào các đợt tiếp theo. Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh sẽ thành lập 4 tổ tiêm lưu động đến các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố theo từng khung giờ để tiêm. Tính đến thời điểm này, trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Trà Vinh tiêm mũi 1 đạt 96,5%, mũi 2 đạt 77,7%. Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 12, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cầu Kè tổ chức giải ngân nguồn vốn vay phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ cho 77 hộ dân trên địa bàn các xã Hòa Ân, Ninh Thới, Phong Phú, Thông Quà, An Phú Tân và thị trấn Cầu Kè. Bình quân mỗi hộ được vay tiền từ 30 đến 50 triệu đồng với lãi suất 7,9% một năm. Trong này được Chính phủ hỗ trợ lãi suất 2% một năm, với tổng số tiền cho vay lần này trên 3,2 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cầu Kè đã triển khai giải ngân 4 đợt nguồn vốn chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo tinh thần nghị quyết 11 của Chính phủ, cho hơn 350 hộ vay với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Qua đây, nhằm giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện có được nguồn vốn để đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế gia đình sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, nguồn vốn vay phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 của Chính phủ, từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cầu Kè còn kết hợp với các xã thị trấn trong huyện thông qua các ban ngành đoàn thể đã tính chấp giải ngân cho trên 3.850 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay vốn phục vụ các nhu cầu sản xuất, giải quyết việc làm, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, và cho học sinh sinh viên vay phục vụ học tập với tổng số tiền gần 110 tỷ đồng. Nâng tổng số đến nay toàn huyện có trên 18.600 lượt hộ vay với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng. Tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, thực hiện cao điểm về giữ gìn trật tự an toàn giao thông vào dịp cuối năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong tuần qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tổ chức 465 cuộc tuần tra kiểm soát với trên 1.700 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Kết quả qua các cuộc tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, các lực lượng chức năng đã phát hiện trên 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có gần 400 trường hợp vi phạm bị các lực lượng chức năng xử phạt hành chính với số tiền trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn lập biên bản tạm giữ có thời hạn gần 300 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 58 trường hợp. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm đến mức thấp nhất xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Được biết, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ ở huyện Cầu Ngang, làm chết một người. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.